dẹp ngay việc khắc phục thủ công gây hình ảnh phản cảm trên cao tốc, đồng thời đảm bảo an toàn lưu thông khi thực hiện sửa chữa trên đường, ông Thọ chỉ đạo quyết liệt. Sau chuyến thị sát thực tế kiểm tra các vị trí hư hỏng và công tác khắc phục trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, tối ngày 13 tháng 10, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đã có buổi trao đổi với báo chí tại Đà Nẵng. Ông Thọ cho rằng các vị trí hư hỏng thuộc các đoạn km 40-45 thuộc huyện Thăng Bình và km 26-27 thuộc huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Đây là đoạn đường đã hoàn thành đưa vào sử dụng được 14 tháng. Hỏng hóc trên cao tốc này là do không đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, nguyên nhân do chất lượng vật tư, vật liệu không đảm bảo do kỹ thuật hay phương pháp thi công không đúng thì cần phải kiểm tra xác minh kỹ mới kết luận cụ thể được. Tuy vậy, tỷ lệ hư hỏng không nhiều, chỉ 70m² trên tổng số hơn 3,1 triệu m². Dù vậy, rông để có ổ gà trên cao tốc là hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông. Vì vậy, trước mắt phải tập trung khắc phục. Bộ trưởng Giao thông Vận tải đã lệnh dừng thu phí nhưng không cấm đường. Vì vậy, các đơn vị đã phải gấp rút khắc phục vá đường. Có hai bước cơ bản để khắc phục mà ngành giao thông thường áp dụng, đó là dùng loại bê tông cấp bách để vá ngay những ổ gà cho êm thuận lưu thông. Bước tiếp theo mới nghiên cứu, tìm rõ nguyên nhân, tiến hành khắc phục cơ bản tận gốc hư hỏng. Tuy vậy, hình ảnh công nhân mặc quần đùi, mang dép tổ ong, dùng đục để vá đường rất gây phản cảm, khó chấp nhận được. Ngoài ra, các đơn vị thi công, nhà thầu và cả giám sát đơn vị quản lý vận hành cũng thiếu trách nhiệm để việc sửa chữa vá đường diễn ra nghiệp dư, thiếu biển cảnh báo, giảm tốc độ, biển báo công đường. Ông Thọ cho biết đã nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm và khắc phục ngay. Ông Thọ nhấn mạnh, vẫn còn những điểm bong tróc nhỏ do trời đang mưa nên chưa thể sửa chữa quy mô lớn được thì vẫn có phương án đảm bảo giao thông, đó là dùng nhựa cấp bách để làm vệ sinh và hoàn trả lại mặt đường. Nếu trời nắng nóng thì chỉ làm 1 đến 2 ngày là xong. Hiện vẫn cho phép xe lưu thông trên đường cao tốc chạy đúng theo biển báo cũ, tức là từ 60 đến 120 km/h. Nhưng lưu ý, những đoàn sửa chữa phải có biển báo giảm tốc độ và biện pháp đảm bảo an toàn. Đại diện Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cũng đính chính rằng, nguyên nhân gây bong tróc ổ gà trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi không phải do thời tiết như công bố của Ban Quản lý Dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi mà do lỗi trong quá trình thi công. Ông Takao Nami, Giám đốc giám sát đoạn vốn vay JICA Nhật Bản cho biết, việc giám sát thi công tuyến đường cao tốc này có cả giám sát người nước ngoài và cả tư vấn trong nước. Tất cả đều tuân thủ đúng quy chuẩn của dự án. Những quy chuẩn nào còn thiếu cũng đã được tư vấn giám sát, đề xuất lên chủ đầu tư để bổ sung, đồng thời đề nghị áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế. Trước đó, trả lời phóng viên báo, kỹ sư trưởng Trần Dân, Hội Cầu đường thành phố Đà Nẵng cũng cho biết việc vá víu thủ công là không đúng kỹ thuật. Muốn sửa chữa cao tốc phải dùng đúng nguyên liệu phương thức chứ không thể như làm đường tỉnh vì tốc độ lưu thông rất cao. Sửa chữa thủ công đầm lèn không tốt, không tạo mặt phẳng liên tục, tạo những cái u lên trên nguy hiểm cho xe chạy tốc độ cao. Ngoài hư hỏng này, chúng tôi còn phát hiện lưới chống thú chưa xong, lôm côm, chắc thiết kế người ta không làm như vậy. Xử lý máy dốc ta lui không an toàn cho vận tải, nguy cơ lớn mất an toàn cho phương tiện vì đá đất đổ xuống. Một số chỗ đã không an toàn lại không có biển báo, cảnh báo giảm tốc độ. Ai quản lý không an toàn thế này thì trên đường có lon bia, lon coca vứt xuống, ông Dân nói. Thứ trưởng Bộ Giao thông bức xúc khi chứng kiến cao tốc hơn 34.000 tỷ, nhanh chóng hư hỏng. Tối ngày 13 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Giao thông và Vận tải Lê Đình Thọ đã có buổi gặp gỡ báo chí liên quan vấn đề chất lượng, hình ảnh về đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng. Ông Thọ thẳng thắn cho rằng việc hư hỏng bong chóc trên một số đoạn đường hoàn toàn do lỗi thi công, chất lượng thi công không đảm bảo. Một số cán bộ trả lời báo chí cho rằng con đường này hư hỏng do thời tiết là không đúng. Trước đó, chiều ngày 13 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Giao thông và Vận tải Lê Đình Thọ đã cùng đoàn công tác kiểm tra đột xuất tuyến cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Ông Thọ tỏ ra bức xúc khi tận mắt chứng kiến cảnh đường cao tốc hư hỏng, kém chất lượng, ổ gà, đất đá vương vãi khi vừa đưa vào khai thác chưa lâu. Đoàn công tác dừng kiểm tra hai điểm tại khu vực hầm qua núi Eo thuộc huyện Duy Xuyên và gần trạm thu phí Hà Lam, huyện Thăng Bình. Ông Thọ cho biết khối lượng hư hỏng trên đường cao tốc tổng cộng khoảng 70m² trên tổng số 3,1 triệu m². Con số hư hỏng so với tổng con đường là không lớn.
Tuy nhiên, đây là đường cao tốc, lượng xe đi lại nhiều, vận tốc cao nên cực kỳ nguy hiểm. Qua kiểm tra, Thứ trưởng nhận định. Ngay khi phát hiện hư hỏng, chính Bộ trưởng Bộ Giao thông và Vận tải, Nguyễn Văn Thể, yêu cầu phải sửa chữa nhanh chóng. Mặc dù vậy, đến nay, việc triển khai sửa chữa vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu này. Trên đường vẫn còn nhiều điểm bong chóc. Ông Thọ khẳng định, Bộ Giao thông và Vận tải sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan có giải pháp nghiêm túc để đảm bảo an toàn giao thông. Việc sửa chữa đường cao tốc phải thực hiện nhanh chóng, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng. Cùng ngày, ông Trần Văn Tám, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, VEC, đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo. Việc sửa chữa hư hỏng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Theo ông Tám, VEC đang dốc toàn lực khắc phục hư hỏng xảy ra tại các điểm trên mặt đường. Để xảy ra vụ việc trên trách, VEC sẽ xử lý nghiêm đối với các cá nhân sai phạm, kể cả nhà thầu, cũng như đơn vị tư vấn công trình. Trước đó, tối ngày 12 tháng 10, sau cuộc họp bất thường của hội đồng thành viên, VEC đã phát đi thông báo, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Tổng Giám đốc về trách nhiệm, phụ trách trực tiếp dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và công tác quản lý vận hành bảo trì dự án. Theo đó, Ban Quản lý dự án và Giám đốc Ban Quản lý chấm tổ chức sửa chữa, khắc phục các hư hỏng mặt đường, cung cấp thông tin, trả lời báo chí và các cơ quan truyền thông không đầy đủ, kịp thời, né tránh trách nhiệm. Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đưa vào khai thác toàn tuyến vào ngày 2 tháng 9 vừa qua. Dự án có tổng mức đầu tư 34.516 tỷ đồng, do VEC làm chủ đầu tư. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc loại A, quy mô giai đoạn 1 là 4 làn xe, tốc độ thiết kế 120 km/h, đoạn đặc biệt khó khăn 100 km/h, chiều rộng nền đường 24,25m, chiều rộng mặt đường 22,25m. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng vận hành toàn tuyến, cao tốc đầu tiên ở miền Trung đã xuất hiện loang lổ ổ gà. Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư hơn 34.500 tỷ đồng đã bị hư hỏng chỉ sau thời gian ngắn đưa vào khai thác. Theo tìm hiểu của phóng viên, đã có nhiều đơn thư nặc danh, tố cáo đích danh ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban Quản lý dự án. Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có một số vi phạm trong quản lý, điều hành dự án, không báo cáo kịp thời. Sau khi nhận chỉ đạo của Thanh tra, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, VEC, đã vào cuộc xác minh. Đến ngày 17 tháng 7, ông Trần Văn Tám, Tổng Giám đốc VEC, đã ký văn bản kết luận về các nội dung tố cáo này. Trong 6 nội dung tố cáo, VEC xác định nhiều nội dung không có cơ sở, nhưng khẳng định ông Thành có một số vi phạm về quy chế hoạt động của Ban Quản lý, không báo cáo kịp thời một số vụ việc cụ thể về VEC để có phương án chỉ đạo kịp thời. Về nội dung không xử lý, loại bỏ vật liệu, đắp K95, không bảo đảm chất lượng tại gói thầu số 5, từ km 41, km 42 và các nhánh, trạm dịch vụ thuộc nút giao Hà Lam, VEC cho rằng nội dung giải trình của ông Thành và tư vấn giám sát không thống nhất. Có sự quản lý không chặt chẽ về chất lượng và thiếu thông tin quản lý dự án. Nội dung đơn thư tố cáo sau khi đưa vào khai thác, từ ngày 2 tháng 8 năm 2017, khoảng 2 tháng sau xuất hiện nứt dọc bê tông nhựa trên đoạn tường chắn MSE gói 5. GCA, ông Thành chỉ đạo nhà thầu lúc đó đưa máy ra đục phá, tạo rãnh biên bên phải, tuyến cũng như cắt và víu bê tông nhựa. Đồng thời giấu kín thông tin này. Đoàn xác minh kết luận, trách nhiệm của ông Thành là không chỉ đạo thi công rãnh dọc thoát nước mặt và hệ thống thoát nước ngầm kiểu Pháp dưới rãnh dọc, đồng thời với quá trình thi công tường chắn hoặc ngay sau khi dự án đưa vào thông xe kỹ thuật ngày 2 tháng 8 năm 2017, mà phải đến ngày 20 tháng 11 năm 2017 mưa lớn mới phải xử lý hiện trường. Kết luận khẳng định ông Thành không báo cáo kịp thời các biện pháp khắc phục về VEC để tổng công ty biết được và có phương án chỉ đạo kịp thời. Về nội dung tố cáo, ông Nguyễn Tiến Thành vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, vi phạm quy chế hoạt động của Ban Quản lý, bỏ qua vai trò tham mưu của phòng tham mưu, đoàn xác minh xác định có cơ sở một phần. Ông Thành có xem xét nhưng không sử dụng ý kiến tham mưu của phòng kế hoạch tài chính mà sử dụng ý kiến tham mưu của nhân viên kỹ thuật văn phòng hiện trường trực tiếp theo dõi gói thầu số 5 để ký trình hồ sơ báo cáo VEC nội dung hồ sơ. Như vậy, nếu xảy ra thiếu sót thì ông Thành phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
rút kinh nghiệm. Trong kết luận cuối cùng, VEC yêu cầu ông Thành kiểm điểm rút kinh nghiệm và báo cáo về các nội dung liên quan. Ban quản lý phải có đề xuất và thực hiện các công tác quan trắc đoạn tường chắn MEE và đề xuất các giải pháp xử lý nhằm bảo đảm ổn định lâu dài cho công trình. Trong công tác quản lý, điều hành dự án, cải thiện xử lý hài hòa mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm với vai trò người đứng đầu đơn vị. VEC chỉ đạo nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát, rà soát những tồn tại trên toàn dự án và đề xuất xử lý triệt để. Trong giai đoạn bảo hành công trình, VEC cũng yêu cầu các nhà thầu thi công, gói 5, A1, tư vấn giám sát, thực hiện nghiêm túc các quy định kỹ thuật trong hợp đồng và chịu trách nhiệm về an toàn công trình, kể cả sau thời gian hết bảo hành. Sửa chữa chưa đúng kỹ thuật. Ngày 12 tháng 10, Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường, thành phố Đà Nẵng đã có thông cáo chính thức về vấn đề hư hỏng. Trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi sau khi thị sát hôm 11 tháng 10, đoàn khảo sát nhận định những hư hỏng phát sinh trên tuyến đường này là hư hỏng nhỏ, tập trung ở đoạn từ Đà Nẵng đến Tam Kỳ. Các hư hỏng xuất hiện cục bộ. Dưới dạng hư hỏng là ổ gà, đường kính phổ biến, nhỏ hơn 50cm. Ban quản lý đã sửa chữa những chỗ hư hỏng ổ gà, nhưng chưa đúng kỹ thuật nên bị biến dạng và chưa tạo êm thuận, vật liệu chưa tương thích với vật liệu mặt đường. Ngoài ra, độ bằng phẳng chạy xe trên một vài đoạn của tuyến đường kém so với tiêu chuẩn đường cao tốc. Một số đoạn có gia cố mái dốc nền chưa được hoàn thiện và có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa.